Video này ghi lại kỷ niệm khi bà mất 100 ngày. Gia đình đưa bà lên núi Thất Sơn tại An Giang với hy vọng mang hương linh bà được về núi tu học. Tại đỉnh núi Thất Sơn, theo niềm tin xa xưa, là nơi hội tụ của hương linh tổ tiên ông bà cụ Huyền trăm họ. Theo được kể lại, có 136 họ cha, 133 họ mẹ. Cho con 6 ly ở trên nè mẹ ơi.
xong công việc chính rồi, bây giờ đưa bà đi thăm các điện còn lại. Điện cũ phẩm ở phía dưới lòng đất của núi và ở phía tây ngọn núi. Để trình các mẹ, mẹ địa mẫu cùng các vị tiên nương về sự có mặt của hương linh bà tại núi này. Tới rồi không? Sau khi đi xong, chúng tôi quay về tập trung tại chùa Vạn Linh, là nơi trung tâm của núi, để chuẩn bị đi xuống núi. Vậy là thực hiện xong được nguyện vọng của bà nội rồi. Thật là hoan hỷ.